Trong ngày 1 và 2 tháng 10, Bệnh viện Đa khoa Hoàng Mỹ Cửu Long trao tặng 500 túi thuốc an sinh cho người mắc Covid-19 đã điều trị khỏi, đủ điều kiện xuất viện tại các bệnh viện giải chiến số 1, bệnh viện giải chiến số 3 của Cần Thơ và bệnh viện giải chiến tại Trung tâm Y tế quận Bình Thủy. Mỗi túi thuốc gồm khẩu trang y tế, nước súc miệng, treo rửa tay sát khuẩn, nước muối sinh lý, thuốc kháng viêm, thuốc nhỏ mắt, nhỏ mũi, thuốc giảm đau hạ sốt, dầu gió, thuốc bổ sung vitamin C và thuốc bổ sung các loại vitamin khác kèm hướng dẫn sử dụng. Tổng kinh phí trên 100 triệu đồng. Đây là hoạt động này nằm trong chuỗi chương trình chung sức vì cộng đồng nhân kỷ niệm 14 năm ngày thành lập bệnh viện đa khoa Hoàng Mỹ Cửu Long.